hãy nói không với Hyundai Stargazer. Không sợ nóng vì đã có khởi động từ xa. Người làm chai nước, đợi điều hòa làm mát rồi lên. Không cần dây nhựa lòng thòng vì đã có kết nối Android Auto, Apple CarPlay và sạc điện thoại không dây rồi. Không gian bên trong rộng rãi và tiện nghi hàng đầu phân khúc. Không sợ bị chê tài yếu vì đã có hệ thống an toàn Smart Sense. Không giảm 50% thuế trước bạ bởi vì xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, nhưng giảm giá tương đương với 100% lệ phí trước bạ đó.